Phát biểu chào mừng Tết Độc lập năm 2024, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức Tết Độc lập tỉnh năm 2024 khẳng định, đón Tết Độc lập đã trở thành ngày hội lớn hàng năm của người dân huyện Than Uyên nói riêng và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu nói chung. Tết Độc lập là ngày hội của tình đoàn kết, tự hào, niềm tin, khát vọng hòa bình và phát triển. Đến với Tết Độc lập năm 2024, nhân dân và du khách được hòa mình vào niềm vui chung của dân tộc, của những ngày thu lịch sử, tham quan thưởng lãm, trải nghiệm các không gian văn hóa, các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc, tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt sắc của Than Uyên, hòa mình cùng điệu xòe Thái, di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Đặc biệt là được trở về với địa chỉ đỏ, di tích lịch sử Bản Lướt, xã Mường Kim, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ tỉnh Lai Châu ngày nay. Nhân dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định công nhận bằng xác lập kỷ lục tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam cho Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên là địa phương tổ chức Tết Độc lập gắn với ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc thường xuyên liên tục trong nhiều năm nhất, 12 lần từ năm 2012 đến năm 2024. Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập năm 2024 với chủ đề Lung linh sắc màu Than Uyên Lai Châu gồm 3 phần: ánh sáng niềm tin, sắc màu vùng cao, về miền xòe hoa, với những tiết mục ca múa nhạc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, vùng đất Tây Bắc, quê hương Lai Châu, Than Uyên. Kết thúc chương trình nghệ thuật, các đại biểu, nhân dân và du khách được thưởng thức màn biểu diễn của 3 dân tộc, Khơ Mú, Giao, Mông và hòa mình cùng màn đại xòe với hơn 2.000 nghệ nhân, diễn viên chuyên và không chuyên.